Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình VIETV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và giải trí. Thưa quý vị, ông Trump loan báo chính sách mới đối với Cuba. Trước sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Cuba ở trung tâm Little Havana của thành phố Miami vào hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 6, Tổng thống Donald Trump loan báo chính sách mới đối với Cuba. Ông Trump đã kích chính sách của chính quyền tiền nhiệm là làm vừa lòng chế độ độc tài cộng sản. Ông hy vọng chính sách mới của ông sẽ sớm đem đến một nước Cuba tự do. Ông loan báo Hoa Kỳ sẽ cấm các công ty Hoa Kỳ làm ăn với quân đội và tình báo Cuba. Hiện nay, qua những công ty do giới chức dân sự điều hành, quân đội Cuba sở hữu hoặc kiểm soát phần lớn nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Ông Trump bày tỏ lo ngại rằng chính sách thời Tổng thống Obama đã làm lợi cho các công ty quân đội và tình báo Cuba, là những thực thể góp phần đàn áp người dân đảo quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên nhiều điều khoản trong chính sách cũ quan trọng đối với người Hoa Kỳ gốc Cuba, đó là không giới hạn việc tham viếng và gửi tiền cho thân nhân. Tiếp theo sau đây là trận giả cầu thống nhất của Quốc hội sau vụ nổ súng. Thưa quý vị, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ ra sân trong trận giả cầu thường niên giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6. Nhiều người đội nón vinh danh dân biểu Steve Scalise, người bị thương nguy kịch trong vụ xả súng ngày hôm trước tại buổi tập của đội giả cầu đảng Cộng hòa. Ông David Bailey, thành viên đội cảnh sát Quốc hội đã giúp bắn hạ kẻ xả súng, tuy bị thương nhưng vẫn đủ sức ra sân ném trái giả cầu khai mạc trận đấu. Các lãnh đạo của cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ trong trận giả cầu truyền thống đều đề cao sự thống nhất giữa một thời kỳ tranh cãi chính trị gay gắt tại thủ đô Washington, khi hai đảng chia rẽ sâu sắc về luật y tế và các cuộc điều tra nhắm vào nhiều thành viên trong chính quyền Trump. Tổng thống Donald Trump không tham dự trận giả cầu, nhưng xuất hiện trong một thông điệp bằng video chiếu trên màn ảnh lớn của vận động trường. Trong đó, ông ca ngợi bản chất thân thiện của trận đấu. Vợ hung thủ xả súng sân giả cầu lên tiếng. Vợ của James Hodgkinson nói rằng bà không thể tin được chồng bà là thủ phạm tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6. Bà Susan Hodgkinson cho hay bà được một phóng viên truyền hình thông báo rằng chồng của bà là nghi can chính trong vụ bắn dân biểu Steve Scalise và nhiều người khác trong khi họ tập dượt cho một trận đấu giả cầu từ thiện. Tay súng được xác nhận là James Hodgkinson, 66 tuổi, đến từ Bellevue, ngoại ô thành phố St. Louis, đã nã đạn liên tiếp vào những người đang chơi giả cầu vào sáng thứ Tư ở Alexandria, bên ngoài thủ đô Washington. Đây là nhóm dân cử đảng Cộng hòa chuẩn bị cho trận giả cầu truyền thống với một nhóm dân cử của đảng Dân chủ. Bà Susan nói rằng chồng bà đã rời khỏi Illinois nhiều tháng trước để đến Washington tìm cách thay đổi các khung thuế. Bà cho biết không thường xuyên liên lạc với chồng kể từ khi ông rời khỏi nhà. James Hodgkinson bị thương trong cuộc đấu súng với cảnh sát quốc hội tại hiện trường và sau đó tử vong. Ân xá quốc tế cho rằng di dân Trung Mỹ đang gặp nguy. Thưa quý vị, tổ chức Ân xá quốc tế vừa công bố một báo cáo về tình trạng những người đi trốn tránh bạo lực và nghèo khó ở Trung Mỹ đã bị cấm vào Hoa Kỳ tại biên giới với Mexico. Bản báo cáo mang tựa đề Đối diện những bức tường. Những sự vi phạm quyền của người xin tị nạn ở Hoa Kỳ và Mexico được công bố vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6, nói rằng dưới áp lực của Hoa Kỳ, Mexico đã gia tăng nỗ lực ngăn chặn di dân không giấy tờ vượt biên vào Hoa Kỳ bằng đường bộ, vi phạm nhân quyền của họ. Bà Madeline Penan thuộc Ân xá quốc tế nói với hãng tin Reuters rằng người di dân hiện bị buộc phải đi sâu hơn xuống lòng đất để tránh các lực lượng tuần tra biên giới. Bản báo cáo của Ân xá quốc tế được đưa ra trong khi các quốc gia Trung Mỹ đứng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ cắt giảm những khoản viện trợ có thể được dùng để chống tội phạm và thúc đẩy tăng cường kinh tế tại các nước nghèo. Thưa quý vị, Hoa Kỳ truy tố an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Các công tố viên ở Washington đã truy tố hơn một chục nhân viên an ninh và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vì họ đã tấn công người biểu tình trong chuyến thăm của Tổng thống Tayyip Erdogan đến Hoa Kỳ vào hồi tháng trước. Một giới chức Bộ Ngoại giao vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6 đọc thông cáo của Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết vụ truy tố nhằm gửi một thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ không dung thứ cho những cá nhân sử dụng biện pháp hù dọa và bạo lực để bóp nghẹt tự do ngôn luận và sự biểu đạt chính trị hợp pháp. Vụ ẩu đả xảy ra giữa ban ngày bên ngoài tư gia của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington, D.C. hôm 16 tháng 5. 9 người biểu tình đã bị thương dẫn đến tình trạng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Một video đăng tải trên mạng cho thấy các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ mặc quần áo đen rượt đuổi và đấm đá người biểu tình, trong khi cảnh sát Washington vất vả can ngăn. Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay Amazon mua Whole Foods với giá là 13,7 tỷ Việt kim.
Thưa quý vị, Amazon.com vừa loan báo vào hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 6 rằng họ sẽ mua lại hệ thống siêu thị hữu cơ Whole Foods Market với giá là 13,7 tỷ Mỹ Kim, bao gồm các khoản nợ. Vụ sáp nhập đánh dấu thỏa thuận lớn nhất của công ty bán lẻ trên mạng Internet và bước đi táo bạo nhất của Amazon vào lĩnh vực bán lẻ ở ngoài đời. Amazon sẽ trả cho các nhà đầu tư của Whole Foods số tiền cao hơn 27% so với giá cổ phiếu của công ty vào giờ thị trường đóng cửa vào hôm thứ Năm. Bước đi này cho hệ thống siêu thị thực phẩm một ưu thế cạnh tranh lớn, bằng cách dựa vào khả năng khổng lồ của Amazon để mua và bán hàng hóa với giá thấp hơn. Whole Foods mới đây chịu áp lực nặng nề từ quỹ đối trọng Giant Partners, yêu cầu công ty thay đổi hội đồng giám đốc. Tuy nhiên, theo thỏa thuận mới được loan báo, ông John McKay, tổng giám đốc Whole Foods sẽ vẫn là người đứng đầu hệ thống siêu thị thực phẩm, và các chợ của Whole Foods vẫn giữ nguyên thương hiệu. Thưa quý vị, cộng đồng lên án kẻ đánh bẫy giết cá sấu. Một con cá sấu khổng lồ xuất hiện trong một khu phố ở miền nam Florida và nhiều cư dân bất bình về cách những người đánh bẫy đã loại bỏ con cá sấu này. Người dân ở khu phố Snapper Creek, tây nam quận hạt Miami-Dade, vào hôm thứ Tư ngày 14 tháng 6 đã gọi một chuyên viên bẫy cá sấu. Ông Paul Pino, cư dân trong khu phố, kể rằng người hàng xóm của ông đã gọi cho hiệp hội chủ nhà để giải quyết vụ cá sấu xuất hiện vì lo sợ cho sự an toàn của trẻ nhỏ trong khu phố. Mọi người nghĩ rằng giới hữu trách sẽ bắt và đưa con cá sấu đi nơi khác. Nhưng không ngờ một máy quay phim quay được cảnh người đánh bẫy trong thòng lọng vào cổ cá sấu rồi giết con vật ngay tại chỗ. Cảnh tượng khiến cho nhiều cư dân phẫn nộ vì họ cho rằng khu phố của họ đề cao việc bảo tồn động vật hoang dã. Theo lời ông Pino, các con vật thường xuất hiện ở đây gồm có cá sấu, bò biển, ngỗng trời và một con công. Thưa quý vị, một nghệ sĩ nhào lộn đã dùng răng treo trên thác Niagara. Nghệ sĩ nhào lộn trên không có tên là Erendira Wallander đã đông đưa trên không từ một chiếc trực thăng bay cao 300 feet bên trên thác Niagara vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6. Cuộc trình diễn của cô phá vỡ kỷ lục của chồng cô đó là Nick Wallander, khi anh trình diễn các tiết mục mạo hiểm ở độ cao là 250 feet bên trên một công viên giải trí ở tiểu bang Missouri. Bay ngay trên bên vùng hơi nước của ngọn tháp nổi tiếng, cô Wallander sử dụng một chiếc vòng dùng trong tiết mục nhào lộn thông thường của mình, rồi trình diễn những màn mạo hiểm như là treo người bằng hàm răng và bằng những ngón chân. Cô đeo một sợi dây đai quanh thân mình để tuân thủ luật lệ của tiểu bang New York, đòi hỏi tất cả nghệ sĩ trình diễn phải đeo dây an toàn nếu họ ở độ cao hơn 20 feet trên không trung. Màn mạo hiểm diễn ra nhân dịp kỷ niệm lần thứ Năm ngày chồng cô bước đi trên một sợi dây căng ngang tháp Niagara. Dòng họ Wallander nổi tiếng với những tiết mục trình diễn mạo hiểm trên cao. Tin liên quan đến điện ảnh giới thiệu các phim mới ra mắt trong tuần này. Thưa quý vị, phim Wonder Woman dù đã chiếu 3 tuần vẫn còn là phim ăn khách. Nhưng tuần này có 4 phim mới ra mắt khán giả, trong đó có phim Cars được dự đoán sẽ vượt qua Wonder Woman về doanh thu. Các nhà phân tích cho rằng Cars phần 3 trong tuần đầu tiên sẽ thu được khoảng 55 triệu Mỹ Kim, vừa đủ vượt qua Wonder Woman trở thành phim ăn khách nhất. Một phim mới khác là All Eyes on Me là một bộ phim về tiểu sử của danh ca nhạc rap Tupac Shakur, ra mắt vào tuần này nhân sinh nhật lần thứ 46 của ca sĩ quá cố và có thể thu được khoảng 20 triệu Mỹ Kim. Phim mới thứ ba là Rough Night, có nữ tài tử Scarlett Johansson đóng vai chính, là một phim hài hỗn hợp các tình tiết từng có trong các bộ phim hài nổi tiếng khác. Phim hài này chỉ có thể thu được khoảng mười mấy triệu. Phim mới thứ tư là 47 Meters Down là một bộ phim kinh dị, trong đó hai tài tử chính Mandy Moore và Claire Holt phải đối đầu với cá mập dưới đại dương. Phim này khó thể nào thu được hơn 6 triệu Mỹ Kim trong tuần lễ đầu tiên. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Bảy ngày 17 tháng 6 cùng với Thiền Hạnh. Bản tin dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston cho biết trời có nắng nhẹ và mây rải rác với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 80 độ, thấp nhất vào ban đêm là 49 độ. Gió Tây từ 15 cho đến 25 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%. Tại New York, trời âm u và nhiều mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 85, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ. Gió Tây từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 30%, mưa có thể kèm theo dông và sấm sét. Philadelphia, trời mây nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 88 và thấp nhất vào ban đêm là 52 độ. Gió Tây từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%. Thủ đô Washington, D.C. trời mây âm u và nhiều mưa với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 90, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ. Gió Tây từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo 80% mưa kéo dài đến chiều tối.
Khu vực Miami với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 85, thấp nhất vào ban đêm là 78 độ, gió đông nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Dự báo có 40% mưa rào rải rác ở một vài nơi. Orlando với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 88, thấp nhất vào ban đêm là 73 độ. Trời mây âm u với gió nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 60% mưa kèm theo dông và sấm sét trong ngày. Tampa với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 87, thấp nhất vào ban đêm là 76 độ. Trời nhiều mây và âm u với gió tây nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa là 40%, mưa có thể kèm theo dông và sấm sét. Chuyển sang khu vực Houston và Dallas, tại thành phố Houston trời mây và nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 94, thấp nhất vào ban đêm là 77 độ, gió nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Tại Dallas, trời nắng nhẹ và mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 97, thấp nhất vào ban đêm là 77 độ, gió nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Khu vực Sacramento, trời rất nóng và có mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 101 độ và thấp nhất vào ban đêm là 77 độ, gió tây bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố San Jose với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 90, thấp nhất vào ban đêm là 67, trời không có mây và trong xanh, với gió tây bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ không có mưa. Los Angeles, trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 86, thấp nhất vào ban đêm là 66 độ, gió tây nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ không có mưa. Và cuối cùng là San Diego, trời trong xanh và đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 79, thấp nhất vào ban đêm là 63 độ, gió tây nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ khô ráo và không có mưa. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hành và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị.